Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét AFD của hãng Jetra, có model đó là RFD40. Thì đây là một dòng máy quét cầm tay mới nhất của hãng Jetra. Thì dòng máy quét này nó có 3 phiên bản. Phiên bản thứ nhất đó là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thứ hai đó là phiên bản Premium, phiên bản thứ ba mà trên tay em đang cầm đây là phiên bản Premium Plus, phiên bản cao cấp nhất. Thì nó có thêm tích hợp thêm đầu đọc bảo mật 1D và 2D, nó có thể đọc được cả hai bản luôn nha mọi người. Ở trên trước này thì nó vừa tích hợp được cả hai chế độ, chế độ một đó là quét AFID, chế độ hai là quét bảo mật. Đây thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu kỹ về cái cách hoạt động và cái nguyên lý của chiếc máy này. Thì đây trên tay em đây là chiếc máy RFD40, loại cầm tay quét AFID của hãng Jetra. Mọi người có thể thấy nhé, đây là phiên bản cao cấp nhất đối với dòng RFD40 mà em vừa giới thiệu. Đây, mọi người có thể xem hình dáng bên ngoài nhé, tay cầm thì rất là tiền lời, rất tiện dùng này, nó cũng khá là nhẹ, không quá nặng nhá. Cầm đặc biệt là bên dưới là có hai nút nhấn này, cái cò phía trên là để quét AFID, còn cò phía dưới là để quét barcode, mình có thể luân chuyển dễ dàng mà không cần phải điều chỉnh một cái chế độ gì hết, chỉ cần là mình bấm đúng cái cò của nó thì nó sẽ quét đúng cái mà mình muốn đó. Cầm tay rất là tiện lợi này, trong ngoài màu đen nha mọi người. Đây mọi người có thể xem qua cái chiếc máy này đó, thì đây là trước mắt này, đây là cái đầu đọc của nó nhá. Đây, nó phát ra cái tia, mình có thể là quét được mã 2D đó, những mã QR code hoặc là gì đó. Đó, thì đó. Rồi thì đặc biệt là chiếc máy này nó có thể kết nối với những cái dòng PDA mà như này em có nói có là TC2 trở lên. Thì hiện tại thì mình sẽ gắn một cái giá đỡ phía sau lưng này nó bắt vào, cho đó thì mình sẽ gắn cái TC2 trở lên này lên trên lưng nó, thì bắt đầu mình có thể là nó sẽ tự động kết nối và mình có thể là sử dụng đó ha. Thì em sẽ test cho mọi người xem, đầu tiên là khi nó kết nối với cái TC, trên tay em là cái TC26 cho mọi người, thì em kết nối thử cho mọi người xem ha. Sau đó thì em sẽ thử kết nối bằng những chiếc smartphone bên ngoài, không phải là gọi chiếc ra, thì nó cũng có thể là kết nối được. Đây, để mọi người xem cái khả năng đọc, khả năng quét cũng như là tốc độ của nó. Thì theo thông số của hãng thì trong một giây thì nó có thể, em đang có một cái app của hãng nha mọi người nè, kết nối với cái dòng máy này, kết nối thông qua cổng bluetooth, kết nối kết bluetooth nhé, mình bật bluetooth rồi kết nối với nhau đó, rồi sau đó nè. Nè. Một theo thông số của hãng thì một giây nó có thể đọc được là 1300 nhãn đó mọi người xem đây, nó đọc được rất là nhanh đây, rất là nhanh này, số nhãn này đây mọi người có thể xem đây. Ngoài ra ví dụ như em có thể là em scan barcode này, nó vẫn có thể nhảy lên cái scan barcode ở trên này ở đây đó, mọi người có thể thấy cái khả năng đọc của nó rất là nhanh đó, 23 giây mà đọc được 18.402 lần. Thì đây là một số tem mà em đã trưng bày ở trên này, thì nó có thể có đọc hết được lên trên này đó, mọi người có thể xem. Thì đây là cái app này là app demo của hãng này, lúc đó thì mình có thể được kết nối và đọc. Nha. Hoặc là mình có thể là scan barcode này, em sẽ scan barcode cho mọi người xem đây ha, mọi người có thể xem hoặc là những mạng vật này. Đó. Mình có thể là chuyển trạng thái quét bằng hai cái cò nhấn ở dưới này rất là tiện lợi. Theo thông số của hàng thì tầm độc xa của nó là tầm độc xa khoảng cỡ 6m cho mọi người, tầm là 6m. Nếu mà em để xa mình có thể là scan những cái này từ xa đi xa, tại vì do mình có thể là đọc được những cái bảo mật ở đây, thì sao ra mình có thể đọc được những bảo mật này, mọi người có thể thấy ha, tại vì khả năng đọc của máy ha. Tiếp theo em sẽ mắc kết nối với cái thiết bị của Jetra này, tại vì hai cái này đồng bộ với nhau thì mình có thể là kết nối khá là dễ dàng rồi ha. Còn em sẽ thử thêm cái điện thoại của em để em test cho mọi người xem về cái khả năng quét của nó, cho mọi người xem ha. Mình cũng cần phải tải cái app test của Jetra này ha. Thì nên mọi người chỉ cần bật bluetooth lên do thiết bị ghép đôi, sau đó vào
áp nó sẽ dò được cái thiết bị này và nó sẽ ghép đôi với cái thiết bị RFD40 này. Nó đã tìm được thấy rồi đó, giờ nó đang kết nối với lại cái thiết bị này. Sau khi mà em đã kết nối xong rồi mọi người thì em vào RFID em kết quả em đọc này, mọi người thấy không? Để tạo năng đọc của nó này. Cái khả năng đọc nó mới dừng này, còn quét bảo mật này. Đây là mình có thể là kết nối với những chiếc smartphone bên ngoài ha, chạy trên Android hoặc là iOS nha, tùy theo mọi người có thể kết nối ha. Còn mình muốn phát triển một cái app riêng để cho bên mình có thể là sử dụng thì bên hãng cũng có hỗ trợ SDK để cho mình có thể là lấy những cái thông tin ở trên máy ra để mình kết nối với cái phần mềm riêng của mình trên cái app của mình, để cái app quản lý kho hoặc là cái app bán hàng để mình có thể là sử dụng. Thì cũng có rất nhiều là xem ai có đi khác nhau đây thì mình có thể là sử dụng và kết quả cho kết nối khá là tiện lợi và dễ dàng nha mọi người. Bên thân nó có cái thân cần báo pin này, hoặc là mình vào phần mềm thì mình cũng có thể là xem được là cái tỷ lệ phần trăm pin là của nó là bao nhiêu này. Đây một cái là mình thay pin khá là dễ dàng nhé mọi người. Đây hai cái nút nhấn này, mọi người nhấn vào cái có thể là lấy cái pin của nó ra. Đây, lúc mà lắp vào thì lắp vào thì nó bên này nó có cái trạng thái là thể hiện pin. Đây, nhưng cục pin này của nó là có dung lượng tới 7000 mAh nha mọi người, khá là tốt với được cái dòng máy trên bàn như thế này. Trên cả ba tiêu chuẩn nó chỉ khác nhau là có cái độ độc bảo mật này không, với lại có tiêu chuẩn nào thì có thể được kết nối được với tất cả được cái thiết bị di động bên ngoài, còn tiêu chuẩn nào mà nó có cái độ độc bảo mật thì nó khác nhau như vậy. Chỉ còn cái dung lượng pin và cái tốc độ quét của nó thì nó như nhau nha mọi người. Tốc độ quét của nó là 1300 nhạc trên 1 giây. Đó. Thì vừa rồi em đã cùng mọi người tìm hiểu qua về chiếc máy quét RFID cầm tay RFD40 phiên bản cao cấp nhất của hãng Jabra. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết hoặc cần tư vấn thêm về những cái dòng máy quét cố định hoặc cầm tay liên quan tới RFID bằng những cái loại tem nhạc hoặc là bất kỳ những cái thông tin gì liên quan tới RFID thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.